Vâng, xin chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Quý vị thân mến, trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam, chúng ta đã sinh ra biết bao nhiêu nhân tài hào kiệt. Và mãi cho đến tận hôm nay, trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc, thì điều đó đã chứng tỏ rằng đất mẹ Việt Nam chính là nơi, là cái nôi sản sinh ra những nhân tài hiệt kiệt như vậy. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một tác phẩm nói về một vị anh hùng dân tộc, một người đã chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc bằng chiến thắng giòn giã trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Và người đó cho đến tận ngày hôm nay vẫn được lớp lớp thế hệ đi sau ca ngợi công danh của ông bằng cái tên vua của các vị vua. Và xin giới thiệu với quý vị, đó là tác phẩm Đại Vương Ngô Quyền. Và cũng nhân tác phẩm này, chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị cái câu chuyện về thân thế và sự nghiệp của Đại Vương Ngô Quyền để mỗi chúng ta đều hiểu hơn, thêm yêu hơn và tri ân công ơn của người. Và theo những dòng chính sử ghi lại rằng, Đại Vương Ngô Quyền sinh năm 898 và mất năm 944. Người là con trai của một vị hào trưởng đất Đường Lâm thuộc Sơn Tây ngày nay, tên là Ngô Mân. Và tương truyền rằng khi người mới sinh ra thì đã có nhiều ánh sáng lạ trong nhà phát ra. Và đặc biệt trên lưng của người có 3 nốt ruồi lớn, mà theo một thầy phong thủy thời đó thì nói rằng người này sau này sẽ có thể gánh vác được sự nghiệp lớn. Và chính vì như vậy cho nên gia đình đã đặt tên ngài là Quyền. Và cho đến khi lớn lên thì Ngô Quyền là một chàng trai khôn ngô, tuấn tú, một người có năng lực, có sức khỏe, có thể bài sơn cửu đỉnh. Và đó là một trong những cái người có thể đánh vác được sự nghiệp giang sơn của Việt Nam. Và kính thưa quý vị, để trước khi nói về Đại Vương Ngô Quyền thì bối cảnh của nước Việt Nam ta bắt đầu từ thời kỳ năm 905 đến 923. Đó là thời kỳ của gia đình nhà họ Khúc với sự lãnh đạo của đầu tiên là Khúc Thừa Dụ, thứ hai là Khúc Hạo và thứ ba là Khúc Thừa Mỹ. Với cái bước ngoặt năm 923, đó là Khúc Thừa Mỹ đã bị quân Nam Hán đánh bại và bắt về Trung Quốc. Sau đó, lịch sử Việt Nam lại tiếp tục ghi nhận một tên tuổi mới trong dòng chảy lịch sử. Đó chính là một vị hào trưởng đất Ái Châu, là thuộc khu vực Thanh Hóa ngày nay, tên là Dương Đình Nghệ. Vị hào trưởng Dương Đình Nghệ này được tương truyền là một người hào sản, yêu thích kết giao với những người hào kiệt. Và đặc biệt, ông còn nuôi trong nhà lên đến 3.000 nghĩa tử, là 3.000 người con nuôi, với một cái mưu đồ đó là cấu kết nhân tâm để mưu sự việc lớn. Thì trong đó, Dương Đình Nghệ đã nhận ra tài năng, khí phách của Ngô Quyền. Ông quý mến và yêu chuộng con người của Ngô Quyền nên đã gả con gái của mình cho Ngô Quyền. Và sau đó, ông còn giao lại đất Ái Châu để cho Ngô Quyền làm chủ và lãnh đạo. Và khi Dương Đình Nghệ phất quân đứng dậy để đánh quân Nam Hán, đuổi quân Nam Hán về bên Trung Quốc, thì Dương Đình Nghệ đã trở thành tiết độ sứ cai quản đất Việt Nam bấy giờ. Sau khi Dương Đình Nghệ trở thành tiết độ sứ của đất Giao Châu thì có một sự kiện lịch sử mà đánh dấu bước chân của Ngô Quyền đặt chân lên trên bàn cờ chính trị. Đó là vào năm 937, vị tướng và một vị nghĩa tử của Dương Đình Nghệ tên là Kiều Công Tiễn đã ra tay sát hại chủ nhân của mình là Dương Đình Nghệ. Và điều đó đã đẩy Ngô Quyền đến một cái bối cảnh đứng trước cái sự việc không những là chủ nhân của mình mà lại là bố vợ của mình bị sát hại như vậy. Thì Ngô Quyền đã giấy binh kéo ra ngoài Bắc để diệt Kiều Công Tiễn. Trước một cái bối cảnh thân cô thế cô cộng với cái sự chính nghĩa của Ngô Quyền thì Kiều Công Tiễn đã có một động thái rất đáng lên án, đó là ông đã cho mời quân Nam Hán quay trở lại đất Việt Nam để cùng nhau hợp lực phá quân của Ngô Quyền. Tuy nhiên, Ngô Quyền đã nhận được thông tin về sự việc đó
Cho nên Ngô Quyền đã ngay lập tức ra tay trước để kịp thời diệt Thủ Trăng. Và Kiều Công Tiễn đã bị Ngô Quyền chém đầu tại thành Đại La. Và vua của quân Nam Hán tên là Lưu Cung khi nhận được tin của Kiều Công Tiễn thì tỏ ra rất vui mừng, bởi vì ông cho rằng đây là một cơ hội để quân Nam Hán có thể quay trở lại đất Việt để tiếp tục lấn chiếm vào đô hộ. Nên ngay lập tức ông đã phong cho con trai của mình là Vạn Vương Lưu Hoàng Tháo trở thành Giao Vương, với ý đồ đó là người đứng đầu của đất Giao Châu. Và ông còn giao cho Vạn Vương Lưu Hoàng Tháo 10 vạn thủy binh để kéo bằng đường biển sang đánh Việt Nam. Đứng trước sự việc giặc ngoại xâm như vậy thì Ngô Quyền đã có một cái nhận định rất là chính xác và rất là sâu sắc như sau: Hoàng Tháo chỉ là một đứa trẻ khờ dại đem quân từ phương xa tới, nhưng nghe ta đã diệt Kiều Công Tiễn, không còn người làm nội ứng thì đã mất vía hết rồi. Nhưng bọn chúng có chiến thuyền mạnh, ta không chuẩn bị thì chưa biết ra làm sao. Vậy hãy lấy cọc lớn vát đầu nhọn cắm ngầm xuống cửa biển, chờ thuyền của chúng vào thì ta sẽ dễ bề chế ngự. Và đúng như dự định, quân của Lưu Hoàng Tháo kéo đến bắt gặp những chiến thuyền nhỏ của chúng ta ra nghênh chiến, thì Lưu Hoàng Tháo nghĩ rằng chúng có thể ăn tươi nuốt sống được những chiến thuyền của ta, cho nên chúng đã nhanh chóng rượt theo và đi sâu vào trong bãi cọc. Tuy nhiên, chỉ chờ đến khi thủy triều xuống, Ngô Quyền đã đốc quân ra đánh mạnh vào quân của Hoàng Tháo. Đến lúc đó, Hoàng Tháo quay trở ra thì đã không kịp. Những cọc sắt ở dưới sông bắt đầu nhô lên, những ngọn sắt nhọn đó liên tục đâm vào thuyền của quân Hoàng Tháo, khiến cho quân sĩ ngả nghiêng, đoàn thuyền lật úp, và quá nửa quân Nam Hán đã phơi xác tại dòng sông lịch sử này. Và Lưu Hoàng Tháo cũng đã phải chịu bêu đầu trên dòng sông. Lưu Cung khi biết tin con trai mình đã chết trên dòng sông Bạch Đằng, mặc dù ông đang đóng quân ở ngay biên giới, cũng không kịp tiếp ứng cho con trai của mình. Ông chỉ còn biết than trời, uất hận với cái quyết định của mình. Đặc biệt ông còn lấy một cái lý do rất là ngớ ngẩn để trách cho cái việc mà sự việc đó không thành. Đó là ông cho rằng cái tên cung của mình nó nằm ở một cái cung không đẹp của Tử Vi. Với chiến thắng giòn giã trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, sau đó vào năm 939, Ngô Quyền đã chính thức lên ngôi vua. Ông đóng đô tại Cổ Loa và đặt ra trong quan cùng với các nghi lễ của triều đình. Điều này đánh dấu một cái sự kiện, đó là Ngô Quyền đã có một cái tầm nhìn chiến lược, một cái sự sắp xếp về tổ chức của một triều đình rất là bài bản, rất là lớp lang. Tuy nhiên, số phận vị vua của Việt Nam đã không được như mong đợi. Vào năm 944 thì ông đã chút hơi thở và băng hà, và đất nước ta lại đứng trước một cơn biến loạn bằng những cái sự kiện mà con của ông là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập lại bước vào một cái thời kỳ tao loạn của đất nước. Và cái phần đó tôi sẽ chia sẻ với quý vị tại những cái clip tiếp theo. Và những thế hệ đi sau đã tri ân công ơn của ngài bằng những câu nói, bằng những sự kiện lịch sử. Ví dụ như trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã nói rằng Ngô Quyền chính là người có công tái tạo và chính là vua của các vị vua. Tái tạo là tái tạo cơ nghiệp của tổ tiên của đất nước Việt Nam, tái tạo nên một cái dòng lịch sử để từ đó làm nền tảng cho các đời vua sau có thể có cơ hội để đánh thống Bình Nguyên, và tái tạo là tái tạo ra những cơ hội mới để từ đó đem văn minh Đại Việt phát triển ngày càng rực rỡ. Và ông được mệnh danh là vua của các vị vua. Hay theo danh sĩ Phan Bội Châu cũng đã từng nói, Ngô Quyền chính là người chính là vị tổ trung hưng của dân tộc Việt Nam, là người chấn hưng lại cơ nghiệp để kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc, và sau đó là nền tảng cho các sự kiện lịch sử vang dội về sau. Hay như xảy ra, Lê Văn Hưu đã từng nhận định Ngô Quyền là một người mưu giỏi, đánh giỏi. Và đặc biệt, sử gia Ngô Thị Sĩ đã từng nhận định rằng trận đánh trên sông Bạch Đằng của vua Ngô Quyền vang dội đến cả nghìn thu, chứ không phải chỉ là lúc bấy giờ mà thôi. Chính nhận định của những vị sử gia đó đã càng tôn thêm cái tính lịch sử của trận đánh trên sông Bạch Đằng, và nó là một cái dấu ngoặt cho cái thời kỳ Bắc thuộc 1.000 năm của Việt Nam. Cái thời kỳ mà
đất nước Trung Quốc hay những triều đại phong kiến của Trung Quốc luôn luôn mong muốn mở rộng thôn tính các nước lân bang. Từ Tần Thủy Hoàng cho đến vua Đường Thái Tông, và thậm chí vua Đường Thái Tông đã từng nói rằng vũ công của ông mạnh mẽ và to lớn đến mức 200 quốc gia ông đã thu phục về, và khắp nơi trên trái đất đều phải quy về chầu lại với ông. Điều đó để chứng tỏ rằng Ngô Quyền đã chặt đứt cái sợi dây suy nghĩ, cái sợi dây để mà đưa người phương Bắc đi lấn chiếm của người phương Nam. Và điều đó tạo ra cái nền tảng, cái cơ hội để đất nước Việt Nam phát triển và có những cái vị vua đem lại những cái thời kỳ và kinh trị cho Việt Nam chúng ta. Và kính thưa quý vị, dẫu có nói đến bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể kể hết được công lao của các tiền nhân đi trước. Chúng tôi chỉ với một cái lòng thành và cũng nhân thể có một cái tác phẩm tranh bốc này muốn kể lại cho quý vị nghe một cái câu chuyện về một vị anh hùng dân tộc, về một vị minh vương đã có công đánh đuổi quân ngoại xâm và xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta. Và trong lúc chúng tôi kể như này thì chắc chắn sẽ kể bằng rất nhiều cảm xúc và không tránh được những sai sót. Chúng tôi mong muốn được sự đóng góp của quý vị và cùng chia sẻ để chúng ta cùng nhau tri ân thế hệ người đi trước. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã dành nhiều thời gian theo dõi, chia sẻ clip của Tranh Gỗ Bùi Gia. Xin chào và hẹn gặp lại. Tranh Gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.